Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Nhịp sống Tây Nguyên. Chương trình kỳ này do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông thực hiện. Mở đầu chương trình như thường lệ là mục gìn giữ sắc màu Tây Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, rượu cần là sản